Việc bán MU kéo sang mùa giải mới, huấn luyện viên Ten Hag hết cửa chuyển nhượng. Bayern Munich bất ngờ cướp Kim Min-jae của MU. Musa Diaby nâng tầm hàng công của Man United. MU nhắm trung vệ của Leeds United. Việc bán MU kéo sang mùa giải mới, Ten Hag hết cửa chuyển nhượng. MU sẽ không thể thực hiện việc đổi chủ khi mùa giải Premier League 2023-2024 đã diễn ra. Nhưng huấn luyện viên Erik Ten Hag được đảm bảo kế hoạch chuyển nhượng. Các fan MU reo vui, còn thuyền trưởng huấn luyện viên Ten Hag chắc chắn còn mừng hơn trước thông tin nhà Glazer dường như đã đồng ý bán câu lạc bộ cho tỷ phú Qatar Sheikh Jassim với giá khoảng 5,5 tỷ bảng. Tin tức được củng cố khi vài ngày trước, truyền thông Qatar loan đi, Sheikh Jassim đã thắng đấu thầu mua lại MU. Nhưng theo tin tức mới nhất từ tờ Daily Mail khẳng định, hiện vẫn chưa ngã ngũ ai thắng thầu giữa tỷ phú Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe. Không có chuyện nhà Glazer cấp độc quyền cho tỷ phú Qatar đàm phán. Tính đến tối thứ năm, không có nhà thầu ưu tiên nào được chọn. Nguồn này khẳng định và thêm rằng việc đổi chủ sẽ mất thời gian dài, khó diễn ra trước khi mùa giải Premier League 2023-2024 khởi tranh. Khi nhà Glazer quyết định sẽ bán MU cho ai thì mất thêm 8 đến 12 tuần để thực hiện quy trình phê duyệt trước khi thỏa thuận chính thức được thông qua. Điều đó có nghĩa là khi đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag bắt đầu chiến dịch mới gặp Wolves tại Old Trafford vào ngày 14 tháng 8, nhà Glazer vốn không được lòng phần lớn người hâm mộ Quỷ Đỏ có thể vẫn nắm quyền kiểm soát đội bóng trên giấy tờ. Tờ Times thêm rằng Sir Jim Ratcliffe vẫn được yêu thích để giành chiến thắng trước tỷ phú Sheikh Jassim. Và hôm qua, Athletic cho biết huấn luyện viên Ten Hag chỉ mong quá trình đổi chủ mau diễn ra, nhưng với tin tức kể trên, ông không khỏi bất an về mặt chuyển nhượng. Vị thuyền trưởng nhất thiết cần phải mang về một trung phong hàng đầu mùa hè này, bên cạnh đàm phán với tiền vệ Mason Mount của Chelsea. Tuy nhiên, với khoản ngân sách chỉ cho được mức là 100 triệu bảng, rất khó để ông xoay sở. Trong khi MU không chỉ cần bổ sung hàng công và tuyến giữa, đây là lý do cần huấn luyện viên Ten Hag mạnh tay thanh lý cầu thủ để có thêm tài chính mua sắm. MU được cho là hiện nay đã bỏ mộng theo đuổi Harry Kane, chuyển sang mục tiêu thực tế hơn, Rasmus Højlund của Atalanta. Bayern Munich bất ngờ cướp Kim Min-jae của MU. Thương vụ chiêu mộ Kim Min-jae của MU bất ngờ gặp trở ngại khi Bayern Munich tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ này. Kim Min-jae trải qua mùa giải đầu tiên hết sức thành công cùng câu lạc bộ Napoli. Hậu vệ Hàn Quốc có công lớn giúp đội nhà vô địch Serie A. Chính phong độ ấn tượng ấy giúp Kim Min-jae lọt vào tầm ngắm của những đội bóng lớn. MU nằm trong số những đội bóng muốn chiêu mộ hậu vệ người Hàn. Tuy vậy, phía MU vẫn chưa đạt được bất cứ lời đề nghị chính thức nào. Ngay lập tức, phía Bayern Munich xuất hiện và bắt tay thực hiện thương vụ Kim Min-jae. Theo đó, Bayern Munich đã khởi động chiến dịch chiêu mộ Kim Min-jae. Hai bên nhanh chóng trao đổi và thống nhất những điều khoản cá nhân. Quá trình đàm phán giữa Bayern Munich và Kim diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Rất có thể Bayern Munich sẽ cướp Kim Min-jae ngay trước mặt MU. Đội bóng Đức luôn rất chủ động trên thị trường chuyển nhượng và thường xuyên đạt tỷ lệ thành công cao ở các thương vụ. Lẽ đó, Kim Min-jae có thể chọn Bayern Munich thay vì Manchester United. Kim Min-jae còn 2 năm hợp đồng với Napoli và mức giá được đưa ra rơi vào khoảng 50 triệu bảng. Theo Fabrizio Romano, cả MU lẫn Bayern Munich đều sẵn sàng mức giá kể trên. Nhưng phía Bayern Munich được cho là làm việc nhanh chóng và dứt khoát hơn. Cả MU lẫn Bayern Munich đều mong muốn bổ sung một hậu vệ cho đội hình mùa tới. Với Man United, Kim Min-jae sẽ là phương án lý tưởng cho Harry Maguire, người được dự báo sẽ rời MU mùa hè này. Còn tại Bayern Munich, Kim Min-jae sẽ thay thế cho Lucas Hernandez nếu hậu vệ người Pháp chuyển tới PSG. Musa Diaby nâng tầm hàng công của Man United. Trong kế hoạch mua sắm nhằm nâng cấp hàng công, Musa Diaby của câu lạc bộ Bayer Leverkusen đang được Manchester United đưa vào tầm ngắm. Musa Diaby đã chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen vào tháng 6 năm 2019 sau một thời gian chơi bóng ở quê nhà trong màu áo của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Và có thời điểm, anh được đội bóng thủ đô nước Pháp mang cho Crotone mượn. Đến lúc này, Musa Diaby đã trải qua 4 mùa giải tại câu lạc bộ Leverkusen và từng bước trở thành một trong những cầu thủ không thể thay thế. Đây là mùa giải Leverkusen khởi đầu rất chầy chật trên mọi mặt trận. Và đó là nguyên nhân khiến cho huấn luyện viên Gerardo Suárez nhận trác sa thải. Mọi thứ đã trở nên khởi sắc và đi vào quỹ đạo khi Xabi Alonso lên nắm quyền, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc tại Bundesliga và vào đến bán kết Europa League, thua câu lạc bộ AS Roma. Mặc cho rất nhiều xáo trộn diễn ra ở đội bóng, Musa Diaby vẫn luôn cho thấy phong độ cao cùng với sự hiệu quả của mình. Mùa này, Diaby ra sân tất thảy 33 trong tổng số 34 trận tại Bundesliga với tổng số phút thi đấu là 2.716 phút. Anh ghi được 9 bàn thắng và có 8 lần kiến tạo thành bàn, dẫn đầu toàn đội về cả hai thông số. Tại đấu trường châu Âu, Diaby có thêm 2 bàn thắng tại đấu trường Champions League, 3 pha lập công cùng một đường kiến tạo tại Europa League. Ngoài ra, trong mỗi 90 phút, cầu thủ này có 2,02 cú sút, tung ra 28,77 đường chuyền, tạo ra được 1,92 kỳ pass, đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Có 3,11 quả tạt và thực hiện 3,01 pha rê bóng. Dù thể hình không thực sự quá lý tưởng, cao 1m7 và nặng 68kg, nhưng bù lại, Musa Diaby sở hữu nền tảng thể lực rất sung mãn, luôn nhiệt huyết và xông xáo ở trên sân. Dưới thời của Xabi Alonso, Leverkusen thường thi đấu với sơ đồ 3-4-3. Theo đó, Musa Diaby được bố trí trên tuyến đầu, chủ yếu giặt cánh và một số trận đấu được đẩy vào đá trung tâm hàng công. Sự đa năng là điều có thể dễ nhận thấy trong cách chơi của cầu thủ này.
Dahabi mang đến cho đội bóng của mình thứ vũ khí cực kỳ lợi hại từ biên với những pha đi bóng lắt léo, sau đó là tạt vào trong, hoặc có khi là các pha ban bật phối hợp nhóm cùng các đồng đội nơi trung lộ. Musa Dahabi đang khiến giới một điều thán phục ở khả năng ghi bàn, năng lực kiến tạo cơ hội cùng với nhiều phẩm chất nổi trội khác. Nếu duy trì phong độ cùng với tinh thần cầu tiến, cầu thủ này sẽ còn vươn tới những nấc thang cao hơn khi hiện tại anh mới chỉ 23 tuổi. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều đội bóng lớn, trong đó có Manchester United, sẵn sàng chi tiền khủng để mang về cầu thủ người Pháp gốc Mali về sân Old Trafford. Trong mùa giải đầu tiên dưới thời của Louis Ten Hag, Man United đã thể hiện được ít nhiều những sự tiến bộ về mặt lối chơi. Tuy nhiên, xét riêng về mặt trận tấn công, họ gặp không ít vấn đề và cần bổ sung thêm nhiều phương án nhân sự để tạo ra những nét tươi mới. Musa Dahabi là nhân tố có thể mang tới niềm hy vọng cho Quỷ Đỏ. MU nhắm trung vệ của Leeds United. Man United đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Robin Koch của Leeds United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Man United được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Đội bóng thành Manchester đã được liên hệ với rất nhiều cầu thủ trong bối cảnh HLV Ten Hag quyết tâm cải thiện chất lượng đội hình. Harry Kane, Rasmus Højlund và Declan Rice đều được liên hệ chuyển đến sân Old Trafford với những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Ngoài ra, MU cũng có liên hệ với một số cầu thủ khác có giá trị rẻ hơn để tăng chiều sâu đội hình. Theo chuyên gia chuyển nhượng Florian Plettenberg, Man United đang đàm phán chiêu mộ trung vệ Robin Koch của Leeds United, cầu thủ 26 tuổi có tên trong danh sách rút gọn của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Robin Koch là cầu thủ trụ cột của Leeds United ở mùa giải vừa qua. Anh ra sân 36 trận cho đội bóng vùng Yorkshire. Trong 3 mùa giải gắn bó, Robin Koch ra sân 77 lần. Dù vậy, sau cùng thì Leeds United vẫn phải nhận tấm vé xuống hạng ở ngày hạ màn của mùa giải. Hợp đồng của Robin Koch với Leeds United sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm sau. Đó là lý do khiến Leeds United cân nhắc thanh lý tuyển thủ Đức ở kỳ chuyển nhượng này. Huấn luyện viên Ten Hag đang tính toán những phương án để cải thiện sức mạnh hàng thủ của Man United. Trung vệ Kim Min-jae của Napoli cũng là một cái tên đang được nhắm tới. Đội trưởng Harry Maguire được kỳ vọng sẽ chia tay sân Old Trafford vào mùa hè này. Có tin đồn cho rằng Tottenham muốn có sự phục vụ của ngôi sao người Anh. Huấn luyện viên Ten Hag cũng không ngần ngại khẳng định Harry Maguire sẽ phải cân nhắc về tương lai của mình vào mùa hè năm nay.